Hiện tại Sun Sale và Đình Giá đã có một cái Shopee có tên là Sun Sale và Đình Giá Store. Các bạn muốn tham khảo phụ kiện về sò lạnh, về sạc dự phòng, kể cả điện thoại vân vân mấy mây, chúng mình đều bán các bạn nha. Ngoài ra có cả kênh TikTok là Sun Sale và Đình Giá. Các bạn cũng mua tham khảo phụ kiện thứ trên đấy thì chúng mình cũng đều có và mức giá rẻ nhất thị trường các bạn ạ. Xin chào các bạn đã đến với Sun Sale và Đánh Giá. Đây sẽ là video mình chia sẻ với các bạn những sản phẩm mà shop mình đang bán tại Sun Sale và Đánh Giá Store có mức giá tầm khoảng hơn 4 triệu đến tầm khoảng dưới 6 triệu thôi. Tất nhiên là những sản phẩm trong tầm tiền như thế này thì mỗi sản phẩm nó sẽ có một cái ưu và nhược điểm khác nhau. Và mình sẽ nêu với các bạn một vài sản phẩm mà mình thấy shop mình bán cũng rất là chạy tầm tiền như thế này nha. Và nó sẽ thiên về một cái đối tượng nào đấy tùy theo nhu cầu sử dụng. Cái sản phẩm đầu tiên với mức giá tầm khoảng hơn 1 triệu thôi, một sản phẩm mà mình hay nói các bạn là nên mua nếu mà có số tiền tầm khoảng dưới 5 triệu, đó là Redmi Note 12 Pro. Em này nếu như mà so sánh với một vài sản phẩm của hãng khác, ví dụ của Infinix này, của Tecno chẳng hạn, thì cái con này xét về tổng quan là toàn diện nhất trong tất cả sản phẩm tầm tiền như thế rồi. Bởi vì những lý do sau đây: thứ nhất, màn hình con này rất đẹp các bạn ạ, hỗ trợ tần số quét 120 và kích thước màn hình vẫn như thế rồi từ xưa nay, thì với Xiaomi Redmi nó quanh quẩn khoảng 6.67 inch này. Về cái trải nghiệm cầm nắm trên Redmi Note 12 Pro thì mình thấy cũng thoải mái thôi, mặc dù là nó theo kiểu hình vắt phẳng nhưng mà anh em cầm nhiều cũng quen các bạn ạ. Và đặc biệt con này cầm rất là nhẹ nha. Cái điểm thứ ba đó là về camera. Tầm tiền như thế này thì mình thấy Redmi Note 12 Pro và sản phẩm camera cũng khá là ổn, tạm ổn để các bạn sử dụng hàng ngày. Và pin cũng trâu, đâu đấy khoảng 5000, đi kèm với công suất sạc là 67W. Còn chip trang bị trên Redmi Note 12 Pro là Dimensity 1080 thì nó sẽ mạnh hơn 7S Gen 2 các bạn ạ. Chơi game thì vô tư nha, tựa game tầm trung trở xuống thì với sản phẩm này em quất thoải mái. Nhiệt độ chơi game trên sản phẩm này cũng ngon. Nói chung là tầm tiền khoảng quanh quẩn là hơn 4 triệu một xíu này, tại Sun Sale và Đánh Giá Store đang bán thì anh em có thể quất con này nha. Và bảo hành vẫn là 3 tháng 1 đổi 1 cho anh em. Cái nữa là app ROM free khi mà các bạn nhận máy này. Và sản phẩm thứ hai cũng là một sản phẩm đến từ nhà Xiaomi, đó là Xiaomi 13 Pro. Gần đây thì anh em cũng đang bàn tán rất là nhiều về cái vấn đề sạc gan ở trên Xiaomi 13 Pro thời điểm trước và thời điểm này khi mà các bạn nhận máy. Thời điểm đợt trước tầm khoảng tháng 9 này hay là những lô đầu của đầu tháng 10 ấy, thì các bạn nhận sản phẩm nó sẽ có sạc gan ở đấy. Nhưng cái thời điểm lô cuối tháng 10 này hoặc là tháng 11 trở đi thì các bạn nhận sản phẩm nó sẽ không có sạc gan ở trên Redmi Note 13 Pro đâu. Cái này thì nó sẽ có khác biệt lớn nhất là về cái nhiệt độ thôi. Nói chung về cái tốc độ sạc các thứ thì chẳng khác nhau gì cả, thì em có thể lưu ý nhá. Rồi, với sản phẩm Redmi Note 13 Pro mình vẫn bảo các bạn, nếu như có thể cố được từ Redmi Note 12 Pro lên Redmi Note 13 Pro thì mình thấy là hoàn toàn xứng đáng các bạn ạ. Bởi vì lý do sau đây: thứ nhất, camera với Redmi Note 13 Pro mình thấy là xử lý phần HDR nó có ngon hơn, chụp ảnh các thứ cũng ok lắm một xíu. Cái thứ hai là về màn hình thì mình thấy cái sự khác biệt không quá nhiều. Về cơ bản mình vẫn thích cái màn hình ở trên Redmi Note 13 Pro hơn. Và thiết kế là một thứ mình thấy nó cũng đẹp nha các bạn. Nó đẹp hơn Redmi Note 12 Pro nhiều nha, thậm chí cái mặt lưng nó làm mặt lưng kính rồi. Hiện tại với Redmi Note 13 Pro theo mình ghi nhận ý, thì sẽ có một vài trường hợp khi mà gặp app ROM thì có một cái vấn đề là hay thỉnh thoảng là bị tự khởi động lại máy, thì cái vấn đề này thì app ROM khác thì thoải mái các bạn nha. Này chỉ là liên quan đến phần mềm thôi chứ em không phải lo. Và với sản phẩm này thì nói chung mức giá shop mình đang bán ý, nó quanh quẩn khoảng đâu đấy là 5.2-5.3 thôi, một cái mức giá mà mình thấy khá hợp lý nha. Anh em sẽ có đầy đủ full box phụ kiện này. Cái sản phẩm tiếp theo, nếu như các bạn cần một sản phẩm để thiên về gaming tầm khoảng đâu đấy là hơn 4 triệu một xíu ấy, thì các bạn có thể cân nhắc Redmi Note 11T Pro. Em này chạy con chip là Dimensity 8100 thì chơi game cũng thoải mái rồi. Nhưng mà các bạn có thể cố lên tầm khoảng vài trăm nghìn ấy, thì có thể cân nhắc lên Redmi Note 12T Pro. Hiện tại shop mình bán với mức giá nó chỉ 5 triệu thôi. Cái con này nếu mà xét về tầm giá nhỉ, để các bạn chuyên về chơi game mà đó là sản phẩm phổ thông, Redmi Note 12 Pro là một sản phẩm các bạn có thể cân nhắc. Em này chơi game tầm Genshin ấy, ở mức đồ họa cao 60 thì vô tư nha. Tuy nhiên vẫn phải lưu ý này, lắp sò lạnh vào cho mình. Lắp sò lạnh vào cho mình thì trải nghiệm chơi game nó mới mượt mà được, và nó sẽ không bị tình trạng bị lock FPS. Thực sự các bạn như thế. Còn tựa game tầm trung kiểu COD, PUBG, Liên Quân Tốc Chiến ấy, sản phẩm này vô tư nha. Nó không có tình trạng bị tràn RAM nhiều giống như là Redmi Note 11T Pro nữa, bởi vì RAM tối thiểu trên sản phẩm này nó rơi vào khoảng đâu đấy là 8GB rồi. Redmi Note 12 Pro thì vẫn sẽ giữ nguyên cái dung lượng pin ở nhiều sản phẩm tầm trung của Xiaomi thôi, 5000, công suất sạc là 67W này, sử dụng on screen trung bình tầm khoảng 6 tiếng rưỡi 7 tiếng là chuyện quá bình thường luôn các bạn. Và tất cả sản phẩm Xiaomi shop mình đang bán đều đã có ROM rồi, anh em mua xong thì shop mình hỗ trợ các bạn up ROM online nha. Tầm tiền như thế này nữa thì sẽ có một sản phẩm mà mình đang bán, có cả Redmi Note 13, nhưng mà mình hay bảo các bạn là thôi, thay vì mua Redmi Note 13 thì các bạn có thể cân nhắc sang Redmi Note 12 Pro. Bởi vì là những cái trải nghiệm hàng ngày thì con Redmi Note 12 Pro mình thấy nó ổn áp hơn các bạn ạ. Các bạn chỉ lựa chọn Redmi Note 13 trong trường hợp các bạn thích thiết kế của Redmi Note 13 này, nó chỉ có thế thôi. Còn lại thì những cái trang bị
thì phải chăng Redmi Note 13 nó sẽ có thêm cái chuẩn kháng nước IP54 trong khi Redmi Note 12 Pro là kháng nước IP53 thôi các bạn. Đấy, nói chung là các bạn cân nhắc xem là cái nhu cầu như thế nào nha. Và ngoài những sản phẩm này ra thì sẽ có một vài sản phẩm khác cùng tầm tiền khoảng quanh quẩn là dưới 6 triệu, ví dụ là Redmi K60e này, ví dụ là Neo 5 SE hay là Redmi Note 12 Turbo. Những sản phẩm đấy thì đều là sản phẩm mà nó cho cái trải nghiệm tốt hơn rất là nhiều so với sản phẩm mà mình có chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thì các bạn cân nhắc xem là các bạn cầm sản phẩm để thiên về chơi game, các bạn cầm sản phẩm để cần toàn diện thì có thể lựa chọn Redmi K60e nha. Thì tất cả sản phẩm này mình đều có video đánh giá chi tiết rồi, thì các bạn có thể tìm lại để xem là với cái nhu cầu của bạn như thế thì sản phẩm đó nó có phù hợp hay là không. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây. Một vài sản phẩm mà mình có nhắc tới trong video ngày hôm nay mình sẽ để đường link ở phần mô tả cũng như là bình luận game. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Peace. We'll be right back.